Chào các bạn, video này tôi xin giới thiệu với các bạn chế độ vận hành dành cho người thợ vận hành của máy xúc thủy lực PC 450-8 của Komatsu. Sau đây mời các bạn cùng xem và cách sử dụng màn hình để hiểu và sử dụng hiệu quả xe máy xúc thủy lực PC 450-8. Các bạn phải hiểu rõ tính năng vận hành cũng như là chế độ vận hành dành cho người thợ vận hành trên màn hình của máy xúc thủy lực PC 450-8. Mời các bạn cùng xem. Tiếp theo đây tôi xin giới thiệu với các bạn chế độ vận hành. Đầu tiên các bạn nhìn thấy đồng hồ bên tay trái của các bạn, đây là đồng hồ nhiệt độ nước làm mát của động cơ. Nếu giải kim mà chỉ lên đến vạch đỏ, tức là nó lên đến 102 độ rồi, thậm chí lên đến 107 độ. Còn ở vạch trắng thì là dưới 35 độ. Xe làm việc tốt nhất ở trạng thái vạch xanh. Đây là mức nhiệt độ dầu thủy lực. Cũng như vậy, ở vạch đỏ là từ 102 đến 107, và vạch trắng từ 35 độ trở xuống, và làm việc tốt nhất ở vạch xanh. Khi mà các bạn gặp xe bị nóng thì các bạn sẽ phải đỗ xe để làm mát máy. Bao giờ cái kim ấy nó dừng về vị trí vạch xanh thì các bạn mới cho xe làm việc được tiếp. Còn không thì các bạn phải dừng máy để đi kiểm tra xem là tại sao nó bị vạch đỏ như vậy. Tiếp theo đó là đồng hồ về mức nhiên liệu. Và bên cạnh đấy, bên phải các bạn, đó là cột eco, tức là hiển thị mức ga. Khi mà chúng ta mà làm việc tải, mức ga chúng ta đã đặt ở vị trí 2/3 rồi. Nhưng mà khi chúng ta mà tải căng ấy, thì nó sẽ nhảy lên hai cái vạch vàng ở trên. Như vậy là chúng ta làm việc tốt nhất ở mức ga là từ vạch xanh hất xuống, tức là vạch số 8 hất xuống. Đó, các bạn chú ý. Về cơ bản là khi các bạn làm việc tăng ở mức vạch vàng có sao không? Không sao cả, nó chỉ ảnh hưởng đến môi trường. Tiếp theo, ở đây các bạn nhìn thấy cái mức ga này. Tiếp theo tôi sẽ giải thích với các bạn các nút ở phía dưới. Nút số 1 của chúng ta đó là nút về con rùa. Ý nghĩa của nó tức là khi mà các bạn mà ấn vào đó thì xe của chúng ta khống chế tốc độ quay vòng tua động cơ. Lúc này tốc độ quay vòng tua của động cơ nó lên đến 1.300 hoặc 1.400 vòng trên phút, và nó cứ ổn định ở mức đó. Còn các bạn mà không ấn ấy, các bạn tắt nó đi, thì khi đó lúc có xuống 800, lúc xuống lên 1.400, thậm chí lên cao hơn như vậy, hoặc là 1.200. Như vậy là cái lúc này có tác dụng khi nào? Khi các bạn giả sử các bạn muốn làm ấm máy chẳng hạn, các bạn có thể ấn được. Hoặc các bạn muốn làm nóng máy chẳng hạn thì các bạn cũng có thể ấn được. Theo cái nút số 2 mà ngón tay tôi đang chỉ ở đây, và nút chọn lựa chế độ công suất. Ở đây chế độ công suất của máy này chúng ta có hai chế độ P và chế độ E. Chế độ P là tải nặng, E là tải nhẹ. Các bạn ấn vào đây, các bạn chọn thì nó mặc định ở trên màn hình rồi. Còn cái việc cài đặt chế độ P là P1 hoặc là P0 thì nó phụ thuộc vào chúng ta cài đặt ở bên trong. Đó. Tiếp theo đối với cái nút số 3 đó là nút về tốc độ di chuyển, là tốc độ nhanh, chậm và trung bình. Đó, đây là trung bình, đây là nhanh. Như vậy, còn nút số 4 là nút hủy còi, nút số 5 là gạt mưa, và số 6 là phun nước. Tiếp theo, các bạn sẽ nhìn thấy là nếu tôi bấm nút con rùa thì ở trên màn hình trên cùng, trên cùng nó sẽ hiện lên, hoặc tắt thì nó sẽ tắt đi. Đó, đấy, như vậy là đây tôi bấm con rùa thì con rùa sẽ hiện lên. Tức là khi đó thì tốc độ vòng tua nó sẽ ở mức mặc định khoảng gần 3 hoặc gần 4 vòng trên phút. Tiếp theo tôi ấn F3 thì để ra camera. Nhưng ở đây xe của các bạn là không có camera thì nó sẽ không hiển thị lên. Còn nếu các bạn có camera thì ok, nó sẽ hiển thị cho các bạn. Hàng từ F1 đến F6 đó là các nút chức năng, các phím chức năng. Nếu các bạn ấn F4 thì nó có thể thay đổi số giờ cũng như là thời gian. Số giờ đây là giờ máy làm việc cũng như là thời gian hiển thị
Bây giờ đang là bao nhiêu giờ? Tiếp tục ấn F5 thì chúng ta vào cái chế độ hạng mục quản lý về bảo trì bảo dưỡng của xe của chúng ta. Đấy, chúng ta có khoảng độ 10 đến 14 mục tùy theo option của từng xe. Đấy. Còn F6 của chúng ta thì chúng ta sẽ có vào được cái chế độ vận hành. Ở đó nó có các hạng mục khác nhau. Còn chúng ta ấn F, chúng ta ấn công tắc số 2 ở phía dưới ấy, thì nó sẽ chọn lựa cho chúng ta được các chế độ làm việc. Ở đây chúng ta có hai chế độ làm việc vận hành, đó là chế độ là tải nặng P và chế độ tải nhẹ là E. Ngoài ra chúng ta còn có các chế độ lâng là L và chế độ búa tức là B. Nếu chúng ta chọn chế độ tải nặng thì ta di chuyển xuống, dùng F3 hoặc F4 để chúng ta di chuyển xuống hoặc lên. Sau đó chúng ta ấn F6. Như vậy chúng ta đã xác nhận được ở đây là chế độ tải B. Như vậy ở đây tôi ấn chế độ tải E. Nếu chúng ta muốn dùng ưu tiên lâng vật nặng thì chúng ta chọn lâng. Ngoài ra chúng ta có thể chọn chế độ búa. Bạn có muốn búa không? Ở đây chúng ta không có búa nên chúng ta thoát ra. Trong trường hợp các bạn có búa, không có búa mà các bạn dùng chế độ P thì nó rất là nguy hiểm, có thể gây ra hỏng bơm trước. Bởi vì khi chúng ta dùng búa thì chỉ có một bơm nào hoạt động, và đó là bơm trước. Ở đây chúng ta, nếu chúng ta ấn F6 thì nó sẽ ra thì chế độ vận hành dành cho người thợ vận hành. Và trong cái F6 này thì nó có rất nhiều hạng mục, có trong đây có 4 hạng mục là chính. Ngoài ra có hạng mục user message thì các bạn có công chắc thì nó sẽ hiện lên. Ở đây là nếu ở đây là đang chọn F đang chọn là chế độ E. Thì nếu các bạn mà ấn F6 ấy, thì nó vào trong chế độ E. Thì trong chế độ E này thì nó có E0, E1, E2, E3. Như vậy là chúng ta có 4 chế độ trong chế độ E, và E0 là mạnh nhất, còn E3 là yếu nhất. Đó. Nếu chúng ta không ấy, chúng ta quay ra ngoài. Như vậy ở trong cái chế độ vận hành này chúng ta có tất cả là 5 hạng mục. Hạng mục cuối cùng là hạng mục để điều chỉnh chế độ E. Hạng mục trên đó là ngôn ngữ và điều chỉnh đồng hồ và điều chỉnh màn hình. Chúng ta coi hẳn ra ngoài thì khi chúng ta ấn F6 ấy, thì nó sẽ ra những cái màn hình như thế này. Hạng mục đầu tiên là hạng mục về tin nhắn. Nếu các bạn có hệ thống công chắc thì tin nhắn nó sẽ được hiển thị ở trong này. Hạng mục thứ hai đó là hạng mục về điều chỉnh độ sáng tối của màn hình. Hạng mục thứ ba đó là hạng mục điều chỉnh về màn hình, điều chỉnh về đồng hồ ở trên màn hình, những thời gian đấy. Hạng mục thứ tư đó là hạng mục gì về chọn lựa ngôn ngữ. Các bạn có thể chọn lựa ngôn ngữ các loại thì các bạn vào đây, các bạn chỉ cần F6 thôi. Tất cả các hạng mục các bạn đều ấn F6 thì các bạn đều vào trong. Hạng mục cuối cùng đó là hạng mục về điều chỉnh về chế độ công suất E. Riêng công suất E thì chúng ta có điều chỉnh thôi, còn P thì chúng ta không có. Như vậy để vào hạng mục này thì các bạn chỉ cần ấn nút F6 là chúng ta sẽ có thể điều chỉnh được. Trong đấy nó có E0 đến E3. Tiếp theo nếu ta ấn F5 thì nó sẽ ra các hạng mục về bảo trì bảo dưỡng. Đó, nếu ấn F5 thì nó sẽ ra. Đối với hạng mục bảo trì bảo dưỡng thì các bạn sẽ nhìn thấy nó có khoảng từ 10 đến 14 hạng mục. Hạng mục đầu tiên đó là hạng mục về dầu động cơ, thay dầu động cơ. Như ở đây các bạn sẽ nhìn thấy, chúng ta có nhìn thấy có 3 cọc. Cọc đầu tiên đó là tên các hạng mục bảo trì bảo dưỡng chúng ta cần quan tâm, cần quản lý. Cột thứ hai đó là cột cái thời gian ban đầu mà chúng ta cần phải đặt. Chúng ta phải vào chế độ service mode thì chúng ta mới đặt được cái thời gian này. Thời gian này đó là cái thời gian tiêu chuẩn. Còn cái cột thứ ba đó là cái thời gian mà
xe của chúng ta được phép sử dụng. Ví dụ như là hạng mục đầu tiên đó là dầu động cơ, chúng ta ở đây là 500 giờ, tiêu chuẩn là chúng ta 500 giờ chúng ta phải thay. Nhưng chúng ta đã chạy mất gì khoảng 27 giờ rồi, còn lại 473 giờ nữa. Đó, ví dụ như thế. Thì cái 500 giờ tiêu chuẩn này các bạn cũng có thể thay đổi được, phụ thuộc vào cái chất lượng của dầu động cơ hoặc là chất lượng của dầu nhiên liệu. Chúng ta có thể thay đổi được cái này bằng cách tăng lên hoặc giảm đi. Và chúng ta vào chế độ Service Mode để chúng ta thay đổi. Còn ở đây trong chế độ vận hành này các bạn chỉ được phép đặt lại thôi. Tức là sau khi các bạn thay xong rồi thì các bạn đi đặt lại để cho nó về giá trị ban đầu. Ví dụ như là cái thời gian 473 giờ được phép sử dụng của giờ động cơ đó, nó sẽ về, chúng ta sử dụng dần dần nó sẽ về không. Và khi đó thì các bạn sẽ phải thay thế giờ động cơ và các bạn reset lại. Thì khi đó nó lại quay về trạng thái là 500 giờ. Tương tự như vậy, các hạng mục thứ đây tôi xin giải thích lại với các bạn các hạng mục quản lý và các hạng mục về bảo trì ở giữa bằng cách chúng ta ấn F5. Đó, như vậy là chúng ta ra hạng mục đầu tiên đó là dầu thay dầu động cơ. Cái thứ hai đó là phin lọc dầu động cơ, đều là 500 giờ. Và thời gian còn lại là được phép sử dụng là 475 giờ nữa. Hạng mục thứ ba đó là hạng mục của phin lọc chính của nhiên liệu là 1.000 giờ. Chúng ta còn phép sử dụng là 975 giờ nữa. Phin nhiệt lọc nhiên liệu thô còn 500 giờ, được phép sử dụng là 475 giờ nữa. Phin lọc dầu thủy lực 1.000 giờ, được phép sử dụng 975 giờ. Nút thở dầu thủy lực tiêu chuẩn là 500 giờ, được phép sử dụng là 475 giờ. Tiếp theo, dầu giảm chấn 1.000 giờ tiêu chuẩn, được phép sử dụng là 975. Tiếp theo, dầu chuyển động cuối 2.000 giờ, được phép sử dụng 975 giờ. Tiếp theo, dầu quay toa tiêu chuẩn là 1.000 giờ, được phép sử dụng 975 giờ. Tiếp theo là dầu thủy lực tiêu chuẩn là 5.000 giờ, được phép sử dụng 4.975 giờ. Như vậy, chúng ta có từng đấy hạng mục thôi. Chúng ta ấn. Tiếp theo đây, tôi xin giải thích với các bạn các điểm bôi trơn cũng như bảo trì bảo dưỡng của xe. Trên xe các bạn có một cái bảng bôi trơn, bảo trì bảo dưỡng. Hàng đầu tiên đó là hàng về thời gian, vòng thời gian. Các bạn nhìn đây, 10 giờ, 50 giờ, 250, 500, 1.000, 2.000 và 5.000. Vòng thứ hai, các bạn điểm thứ hai đây, các bạn sẽ nhìn thấy là các điểm này nó ở vòng nào ấy, thì là cái vòng thời gian đấy sẽ phải thực hiện. Ở đây là điểm bôi trơn, các điểm bôi trơn. Đây là lọc dầu thủy lực, đây là nút thở dầu thủy lực. Đây là mức dầu bộ chuyển động. Ở đây là dầu chuyển động. Tiếp tục là dầu thủy lực. Đây là mức dầu thủy lực, mức dầu chuyển động. Mức dầu động cơ, dầu động cơ, lọc dầu động cơ, lọc thô nhiên liệu, lọc tinh nhiên liệu. Đây là các mức, đây là các biểu tượng về bôi trơn. Như vậy các bạn sẽ nhìn vào đây, các bạn sẽ thấy 10 giờ chúng ta phải kiểm tra mức dầu động cơ và mức dầu thủy lực. Rồi đến 50 giờ thì chúng ta mới kiểm tra gì? Mới bôi trơn ở ắp quay toa cũng như là chân của xi lanh cần, đúng không ạ? Và các đầu vú mỡ. Như vậy lúc này chúng ta mới cần phải đi bơm. Và tóm lại, các bạn có thể nhìn vào cái sơ đồ này để các bạn thực hiện công việc kiểm tra cũng như là bôi trơn bằng mỡ hoặc bằng dầu, cũng như các điểm quản lý về dầu bôi trơn, dầu thủy lực, dầu chuyển động cuối, cũng như lọc dầu. Như vậy tôi đã trình bày xong với các bạn chế độ vận hành dành cho người thợ vận hành của xe máy xúc thủy lực PC 450-8 của Komatsu. Mọi đóng góp ý kiến các bạn có thể gửi về địa chỉ nợ.komatsuvietnam@gmail.com. Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Mời các bạn đón xem video tiếp theo về chế độ Service Mode dành cho người thợ sửa chữa của xe máy xúc thủy lực PC 450-8R hoặc R1 hoặc -8.